Chào mừng các bạn đã quay lại với G-Music. Tiếp tục với series hướng dẫn sử dụng phần mềm Smart Access của hệ thống không dây Evolution Wireless Digital. Trong tập ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách điều chỉnh các thông số của đầu thu sóng receiver bằng phần mềm ứng dụng Smart Access, cũng như là chúng ta sẽ điều chỉnh trực tiếp trên cái thiết bị receiver này. Để điều chỉnh các thông số của thiết bị thu sóng receiver, chúng ta sẽ chọn vô cái thiết bị receiver nào mà chúng ta muốn điều chỉnh. Ở đây là mình sẽ điều chỉnh cho cái thiết bị receiver là ca sĩ D, tức là ở trên. Thì mình sẽ chọn một cái mục của thiết bị receiver là ca sĩ D. Sau khi vào cái mục thiết bị receiver thì chúng ta sẽ có một thông số để điều chỉnh như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ có cây bút. Cây bút là chúng ta có thể điều chỉnh sửa tên và thay đổi màu sắc lại như lúc ban đầu khi chúng ta kết nối. Thứ hai là chúng ta sẽ có bốn mục trong mục setting. Đầu tiên là mục audio link control. Trong mục audio link control, các bạn sẽ có cái mục keylock receiver. Đây là mục chúng ta để khóa các chức năng phím cứng trên đầu receiver. Khi các bạn bật cái chức năng này thì trên đầu receiver sẽ có hiện cái hình dấu khóa, và lúc đó các bạn sẽ không có thể nào thao tác được trên đầu receiver nữa. Và để mở khóa thì chúng ta sẽ có hai cách. Một là chúng ta sẽ mở khóa bằng phần mềm, hai là chúng ta sẽ mở khóa lại bằng phím cứng bằng cách là các bạn nhấn giữ hai nút trên và dưới. Thì ngay lúc này chúng ta đã mở khóa được, hoặc chúng ta nhấn giữ dưới để khóa lại. Kế đến là cái phần New Lock Screen Visitor, là dùng để tắt vô hiệu hóa cái nút tắt tiếng trên thiết bị phát. Ví dụ bây giờ mình đã bật cái New Lock lên, thì sau khi bạn bật lên thì ở cái thiết bị phát sẽ không còn tác dụng nữa, và lúc này cái đầu micro nó vẫn sẽ sử dụng sau khi mình tắt tiếng trên đầu micro. Và để tắt chức năng này, chúng ta sẽ có thể tắt trên ứng dụng, hoặc chúng ta có thể tắt trực tiếp trên đầu receiver bằng cách các bạn vào mục set, các bạn bấm nút setting, các bạn vào mục new lock và các bạn bấm mũi tên lên hoặc xuống để tắt cái chức năng này đi. Và như vậy là chúng ta đã tắt cái chức năng này đi. Lúc này thì đầu micro đã bị tắt tiếng. Và để kích hoạt trở lại thì chúng ta có thể kích hoạt bằng phần mềm, và cũng như là chúng ta kích hoạt trực tiếp trên cái đầu receiver là bằng cách các bạn vào lại mục new lock, các bạn bấm chọn và các bạn bấm kích hoạt nhà nguyên. Và như vậy là chúng ta đã vô hiệu hóa được cái nút tắt tiếng trên thiết bị phát. Tiếp đến trong mục audio link control là mục gain. Mục gain này là chúng ta để tăng cái tín hiệu từ thiết bị phát và thiết bị nhận. Ở đây chúng ta có thể tăng lên tới 42 decibel. Và cái việc tăng gain này chúng ta có thể điều chỉnh trực tiếp bằng cái ứng dụng, hoặc các bạn có thể điều khiển trực tiếp bằng cách các bạn bấm setting. Ngay ở hàng đầu tiên sẽ là gain, và chúng ta sẽ bấm set. Thì lúc này các bạn sẽ chọn tăng hoặc giảm cái tín hiệu âm thanh phát giữa thiết bị phát và thiết bị nhận sóng. Sau đó bấm bạn set lần nữa là các bạn có thể đã điều chỉnh xong. Hoặc các bạn có thể bấm điều khiển bằng phần mềm ứng dụng. Ở phía dưới là phần AF Out. Đây là phần tăng tín hiệu âm thanh phát từ đầu receiver ra các thiết bị đầu cuối, ví dụ như là mixer hoặc là các thiết bị xử lý âm thanh. Và cái phần AF Out này chúng ta cũng có thể set trực tiếp trên đầu receiver bằng cách chúng ta vào mục AF Out, bấm set. Khi đó chúng ta có thể tăng hoặc giảm. Chúng ta sẽ có 4 mức giảm và chúng ta sẽ có 3 mức tăng, và mặc định của nó là 0.6 dB. Đó là 4 mục có thể điều chỉnh trong Audio Link Control. Và bây giờ chúng ta sẽ tới mục Frequency. Frequency này chính là chỗ chúng ta có thể thiết lập các dải tần số của đầu thu. Trong phần Manual Frequency, các bạn có thể thay đổi tần số theo ý muốn của mình. Ở đây có rất là nhiều dải tần cho các bạn lựa chọn. Sau khi các bạn lựa chọn xong, các bạn bấm OK thì ngay lúc này trên đầu receiver sẽ thay đổi dải tần số ngay lập tức. Và để đồng bộ lại với thiết bị phát thì chúng ta sẽ bấm Sync, và chúng ta sẽ bấm Sync trên thiết bị phát lần nữa. Và như vậy là chúng ta đã đồng bộ lại với cái dải tần số mới. Và việc để thiết lập cái manual frequency này, các bạn cũng có thể thực hiện trên đầu receiver bằng cách các bạn vào mục tune, rồi các bạn có thể lựa chọn tần số trực tiếp trên đầu receiver bằng cách phím cứng, và các bạn bấm nút set. Như vậy là đầu thiết bị receiver sẽ chọn ngay cái dải tần số mới, và chúng ta sẽ làm lại cái mức đồng bộ với thiết bị phát. Mọi thứ đều rất là nhanh chóng. Kế đến trong mục frequency ở trên ứng dụng là auto scan me. Các bạn bấm vào mục auto scan me thì hệ thống sẽ tự động dò tìm dải tần số thích hợp nhất, và sau đó chúng ta sẽ bấm đồng bộ lại lần nữa với cái thiết bị. Và cuối cùng là hàng nhắc chúng ta là đồng bộ với thiết bị phát mà như mình vừa đã hướng dẫn các bạn. Kế đến trong mục setting ở ứng dụng là phần advanced setting. Trong phần advanced setting này, các bạn có thể xem thông số của thiết bị phát và thiết bị nhận, gồm sóng, firmware, và cuối cùng là hàng forget device, là nơi chúng ta sẽ xóa cái thiết bị receiver trên phần ứng dụng. Hàng cuối cùng là chúng ta sẽ có một update firmware cho thiết bị. Nếu như cái phần thiết bị này nó chúng ta chưa update thì ở đây nó sẽ hiển thị lên cái phần
update. Còn nếu như các bạn đã update rồi thì ở mục này chúng ta sẽ không có. Ví dụ như ở cái receiver ở dưới mình đã update rồi thì ở nó sẽ không hiển thị thêm. Vậy là vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn cách setup các thông số của đầu thu receiver bằng phần mềm ứng dụng Smart Access của hệ thống không dây AWD. Nếu như trong quá trình sử dụng các bạn gặp vấn đề kỹ thuật trục trặc, các bạn có thể liên hệ với số hotline của công ty G-Music để chúng tôi có thể hỗ trợ các bạn kịp thời. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.